Hi, chào mừng mọi người tới với kênh Cuộc Sống Vậy Hoa Nguyên. Mình tên là Hoa Nguyên, mình sống ở tiểu bang Washington, thành phố Issaquah. Mình có cái kênh YouTube tên là Cuộc Sống Vậy Hoa Nguyên. Thì mình thích chia sẻ về cuộc sống, về ẩm thực, về luật, về học hành, về việc làm. Nói chung là những gì xảy ra ở cuộc sống chung quanh của Hoa Nguyên ở Mỹ. Đến cho các bạn ở Việt Nam cũng như là các bạn sắp sửa định cư Mỹ có thêm được những thông tin về nước Mỹ và có thêm những thông tin hữu ích cho các bạn sắp sửa đi định cư Mỹ nhé. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ cái kênh của mình trong thời gian qua và cũng rất mong mọi người ủng hộ trong thời gian tới. Mình không biết nói gì hơn, thì rất là cảm ơn mọi người vì mọi người đã ủng hộ và cái kênh của mình đã đạt được 1.000 sub và 4.000 lượt xem. Thì trong thời gian tới mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái clip hữu ích, đưa tới những cái thông tin hữu ích nhất đến cho các bạn sắp sửa định cư Mỹ, đặc biệt là cái clip và học tiếng Anh cho những người lớn tuổi. Thì rất mong mọi người hưởng ứng. Thank you for watching and have a nice day everyone. Hẹn gặp mọi người clip sau nhé. Bye for now.